Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe touring cao cấp nhất của dòng Gian Fast Road L1. Vâng, đây là một dòng cao cấp nhất của dòng Fast Road giúp các bác nhé. Trước đây em đã về rất nhiều những chiếc xe Fast Road L2 rồi. Và hôm nay một dòng cao cấp nhất của dòng Gian Fast Road đây. L1 các bác nhé. Giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và xe được trang bị màu trắng toàn bộ. Lốp sơn xe khá là mới đây. Em đánh giá chiếc xe hình thức trên 90%. 90-95%. Sơn còn rất là mới. Fast Road L các bác nhé. Các bác có thể lên Google để search thêm về dòng xe này. Đây là một dòng xe duy nhất của Gian được trang bị cấu hình xe đua. Và đây là dòng Touring. Cọc yên và yên nguyên bản của Gian. Đây các bác có thể thấy yên rất là mới chiếc xe này. Rất là ít đi. Mã QA hãng của xe đây. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Gian. Vâng. Đây logo in nổi đây của Gian. Trước đầu khung xe thì cũng là chữ Gian in nổi. In nổi các bác nhé. Dòng Fast Road này thì chữ Gian này nó sẽ không khác màu khác so với khung như những dòng khác. Đấy một điều đặc biệt của chiếc của dòng này. Đùi đĩa trục rỗng. Vâng, và đây một dòng xe cao cấp lên được trong Gian trang bị cho dây âm sườn. Dây âm sườn toàn bộ các bác nhé. Nó sẽ kéo dài đến tận cuối đây, cuối khung đây. Rất hiếm xe nào có dây âm sườn toàn bộ này. Càng nhôm. Càng rất là mới. Vâng, và xe được vẫn được sử dụng vành lốp nguyên cặp của Gian, nguyên bản chính hãng. Thông số lốp là 700x28C. Và đây là lốp nguyên bản của Gian luôn các bác nhé. Đây các bác có thể thấy hình thức lốp rất là mới. Xe rất là ít đi. Máy ơ nguyên bản của Gian. Vâng, và xe sử dụng bộ tay bấm xả của Shimano Tiagra. Bên này bên lip 10 tầng, bên đĩa 2 tầng cho xe 20 tốc độ. Sử dụng bộ group của xe đua là xe đã sẽ hoạt động trơn tru hơn nhiều so với những group của dòng Touring với địa hình. Tay nắm nguyên bản của Gian. Bộ phanh dầu thủy lực. Phanh dầu thủy lực các bác nhé. Hình thức phanh thì rất là mới đây. Gian Fast Road L1. Vâng, và xe có size ML. Riêng dòng này thì rất đặc biệt, được chỉ có 3 size là size S, size M và size ML thôi. Theo em đoán thì size ML này ở giữa size M và size L. Giờ em sẽ đo chiều cao size đứng của xe. 50. Vâng, và xe có size 50. Vâng.
phù hợp các bác từ 1m63 đến 1m75 đi vừa chiếc xe này, từ 1m65 trở lên đến 1m75. Xe được trang bị củ đề của Shimano Tiagra 10 tầng líp. Hình thức líp và xích thì còn rất là mới đây. Đây là một dòng touring cao cấp nhất của dòng Fast Road L. Lần đầu tiên về tại cửa hàng em. Đùi đĩa 2 tầng, đùi đĩa trục rỗng. Gạt đĩa của Shimano Tiagra. Đây gạt đĩa các bác nhìn thấy rất sáng và bóng này. Đây là hình thức phanh sau. Vâng, rất là mới. Bây giờ sẽ test chuyển động của xe. Vâng, và đây là 10 tầng líp của xe lên líp. Chuyển động rất là tốt đây. Mayer nguyên bản của gian, nguyên bộ group của Shimano Tiagra. Xuống ít. Chuyển động lên xuống rất là tốt các bác nhé. Sang bên đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa, gạt đĩa của Shimano Tiagra. Đùi đĩa 2 tầng trục rỗng. Vâng, chuyển động rất là tốt. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Gian Fast Road L1, một chiếc xe cao cấp nhất của dòng Fast Road L. Và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em với mức giá là 13 triệu rưỡi, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709943 để xem những ảnh chi tiết về chiếc xe. Và lên YouTube nhấn theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những thông báo mới nhất và những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.